những người trẻ phô bày các mâm cỗ khổng lồ, cố ngôn lấy hàng đống thức ăn hay cố nuốt các món ăn kỳ dị, các con vật còn sống để câu view. Không thể đánh giá cái hay, cái ngon, cái đẹp bằng những cái hình thức mà kinh khủng như vậy. Quá đường nó mang cái ý nghĩa thiêng liêng là mình trân quý những cái thực phẩm, những cái phẩm vật mà mọi người đã hiến tặng cho mình. Mình thọ dụng như thế nào để mình không có phải mắc nợ để đền trả lại. Mình ăn trong vui vẻ, ăn trong chia sẻ, ăn trong một cái sự mà đón nhận, một cái hoan hỷ. Ăn cơm xịt miếng nước tương cũng vẫn ngon. Kính thưa quý vị, những bữa ăn siêu to khổng lồ và những người trẻ cố ngốn lấy những lượng thức ăn vô độ, thậm chí rằng họ còn cố ăn lấy những thứ thức ăn kỳ dị, những con vật còn sống. Những hình ảnh này thì xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, những cơ quan nội tạng. Việc ăn uống vô độ còn là một biểu hiện của sự không chánh niệm trong thọ nhận thực phẩm. Bệnh từ miệng mà vào và họa từ miệng mà ra. Việc ăn trong chánh niệm sẽ góp phần giúp cho người trẻ sống trong tỉnh thức và thực hiện lối sống biết ơn và điều độ. Và đó cũng chính là chủ đề trong buổi trò chuyện ngày hôm nay của chương trình Dưới Bóng Bồ Đề. Xin mời quý vị cùng đến với sự tham gia của sư cô Tuệ Vân. Xin được kính chào sư cô. Chào Đinh Tuấn. Những bữa ăn siêu to với số lượng rất nhiều, kích cỡ rất lớn mà không được sử dụng hết. Những người trẻ phô bày các mâm cỗ khổng lồ, cố ngôn lấy hàng đống thức ăn. Hay cố nuốt các món ăn kỳ dị, các con vật còn sống để câu view. Nicocado Avocado, tên thật là Nicholas Berry, là một YouTuber người Mỹ nổi tiếng với hơn 5 triệu người đăng ký và hơn 1 tỷ lượt xem trên 5 kênh YouTube. Anh từng là một nghệ sĩ violon với lối sống thuần chay. Thế nhưng vì lợi nhuận và thu hút khán giả, Nicholas đã bỏ việc ăn chay hơn 5 năm qua để theo đuổi việc tiêu thụ hàng tá đồ ăn nhanh đầy dầu mỡ. Cho đến khi cơ thể béo phì quá mức và mắc các bệnh nghiêm trọng khác, YouTuber này đang phải cố gắng chống chọi lại tác hại của việc ăn uống vô độ. Trào lưu mukbang bắt nguồn từ Hàn Quốc, sau đó lan rộng sang các nước như Mỹ, Trung Quốc. Trong mỗi video, các diễn viên sẽ ngồi trước màn hình, ăn một lượng thức ăn khổng lồ và giao lưu với các khán giả thông qua khung trò chuyện trực tuyến. Lý do khiến trào lưu mukbang được yêu thích là bởi nó biến chuyện ăn uống thành một hoạt động tập thể. Việc xem mọi người ăn uống vô tội và thoải mái hơn nhiều so với việc chính bạn ăn uống thả phanh. Nhiều người coi đây là công cụ kiếm tiền nên thường ép mình ăn quá mức. Tuy nhiên, việc phải cố tiêu thụ một lượng thức ăn quá tải trong thời gian dài khiến người quay phải đối mặt với nguy cơ tăng cân khó kiểm soát và suy nhược cơ thể, thậm chí dẫn đến mất mạng. Thưa sư cô, những hình ảnh mà tạm gọi là trào lưu ăn thùng uống vải đó, thì khi mà sư cô xem được những hình ảnh đó trên mạng hoặc là trên các YouTube chẳng hạn, thì sư cô nghĩ đến điều gì? Ẩm thực của chúng ta thì không thể đánh giá cái hay, cái ngon, cái đẹp bằng những cái hình thức mà kinh khủng như vậy. Điều đầu tiên là tôi cảm thấy là ngợp. Trước hết là ngợp đó, bởi vì mình cũng không thể hiểu vì sao người ta lại có thể ăn như thế, ăn rất là to, cắn những cái miếng chúng ta gọi là ngồm ngoàm ấy, và uống ừng ực, cầm những cái con vật còn sống, thậm chí những con vật có thể nguy hiểm đến tính mạng để đưa vào cơ thể. Đúng là một cái hình thức rất là phản cảm đã.
trước khi là một người xuất gia thì cô cũng đã là một đầu bếp mà gọi là danh tiếng. Thì với cô thì cô thấy được rằng là cái việc ăn uống nó có một cái tầm quan trọng như thế nào đối với cơ thể con người? Nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta không ăn và chúng ta không uống, chúng ta sẽ chết. Nhưng chúng ta cũng không phải sống để chỉ biết có chuyện ăn với uống. Và ăn uống nó bây giờ thì cứ hay dùng là nâng tầm nghệ thuật. Người ta ăn thanh tao, người ta uống, người ta thưởng thức cái ăn và cái uống. Đó là mình chỉ nói đến những cái chuyện mà ăn uống bình thường, chứ chưa dùng đến cái từ là chánh niệm ăn để mà nuôi dưỡng cái thân này cho khỏe mạnh. Thì nếu muốn nuôi dưỡng cái thân này cho khỏe mạnh thì cái nguồn thực phẩm đưa vào nó phải là nguồn thực phẩm thế nào? Phải là một nguồn thực phẩm sạch, đúng không ạ? Phải sạch. Và cái gì mà nó nhiều quá thì nó cũng trở thành dư thừa, nó tích tụ lại thì nó lại trở thành chất độc. Và chính cái ăn đó nó lại trở thành cái hại cho cơ thể. Rõ ràng thì có một cái bộ phận người trẻ đang có cái vấn đề này trong sự ăn uống. Thưa cô thì đó, nếu mình nhìn nhận thì đó có phải là một cái sự là không chánh niệm trong ăn uống hay không? Hay rằng là các bạn đang bị chạy theo trào lưu để tạo ra một sự nổi tiếng? Thì mình thấy có một số các bạn trẻ, thậm chí có những người lớn tuổi nữa, cũng cố gắng, phải nói là rất là cố gắng để tạo nên những cái món ăn đối với một người bình thường thì đó là những món ăn bất bình thường. Chẳng hạn như một cái bánh rất là to, một cái tô mì hay tô phở hay là một cái gì đó to lắm, nói là siêu to, dùng cái từ là siêu to, đúng không nào? Và cố gắng ăn. Và khi ăn như vậy thì dĩ nhiên để mà đạt được cái chữ siêu á, thì các bạn cái cách ăn, ăn ngồm ngoàm, ăn để cho mọi người thấy rằng ngon lắm, ngon lắm, ngon lắm. Người ta coi đó là một cái hình thức truyền tải một cái nền ẩm thực, một cái văn hóa ẩm thực mới. Với bản thân tôi, một người làm ẩm thực lâu năm, và tôi nghĩ rằng những người yêu ẩm thực cũng sẽ không chấp nhận những cái chuyện như vậy. Bởi vì mình nhìn thấy trước mắt, chưa dùng đến từ chánh niệm, mình chỉ nhìn thấy nó rất là thô thiển. Nó không có một cái khái niệm gì về ngon cả. Đừng nói tới đẹp, chưa nói đến cái đẹp, mà chỉ nói đến cái vị. Có cảm nhận được cái vị đó hay không? Chắc chắn rằng không. Chúng ta nên chăng những người bạn trẻ đang làm những cái chuyện như vậy nên suy nghĩ lại. Bởi vì ăn uống nó là một cái đánh giá cái gốc của con người đấy. Yeah. Như vậy thì theo cô, cái việc mà ăn uống nó không có cái sự chừng mực, ăn uống nó bị tình trạng là vô độ, không kiểm soát nhiều về cái lượng đi vào như thế, thì mình gọi tên chính xác nó là gì cô ha? Mình thấy đó là phi khoa học. Tức là ăn chẳng có ý nghĩa gì hết. Yeah. Cái lượng thức ăn đưa vào cơ thể, trong khi một bên là các bác sĩ dinh dưỡng, các nhà nghiên cứu về khoa học, về ẩm thực, thì đều nói rằng chúng ta ăn có khoa học, ăn và nó có cái tháp mà thực phẩm á. Yeah. Chúng ta một ngày chúng ta ăn như thế nào thế nào. Một bên thì chúng ta nghiên cứu và một bên thì chúng ta lại phá vỡ cái tháp đó. Thì chúng ta thấy rằng ăn uống như vậy là về mặt khoa học là không có khoa học đã. Về mặt dinh dưỡng thì chẳng có một tí dinh dưỡng nào. Về mặt tinh thần thì chúng ta lại chẳng thấy có một ý nghĩa tinh thần gì trong cái chuyện ăn như thế cả. Ăn xong để làm gì, đem lại một cái giá trị tinh thần gì để mà nói lên được cái ý nghĩa cao đẹp của một cái món ăn. Với góc nhìn của cô thì liệu rằng là những cái clip như vậy đối với người xem thì nó không có gây một tác động hay là một cái tác hại nào chăng? Có tác hại là bởi vì tác hại ngay lúc mà thời điểm nó lên cao và sau đấy thì nó chẳng để lại cái gì cả. Nhưng mà cái tác hại đó là gì? Là để cho có một số người vì muốn có tiền, vì muốn cho mọi người thích, vì muốn mình được tôn vinh, ôi trời giỏi quá, ăn được một cái tô như thế, thì nó đã là phá hủy cả một cái tâm hồn trước hết đã. Người ta không giữ được một cái nét đẹp. Yeah. Nó chỉ để lại cái hình ảnh xấu thôi.
Trong các nghi thức sinh hoạt hàng ngày của người xuất gia, có một nghi thức được gọi là quá đường. Tăng chúng dưới thời Đức Phật còn tại thế, bữa ăn chủ yếu dựa vào khất thực. Sau đó, tăng chúng sử dụng vật phẩm được cúng dường hoặc tự sản xuất. Buổi thọ trai trưa trở thành nghi thức đặc biệt trong thiền môn gọi là quá đường. Chữ quá là qua, là đi qua. Chữ đường là cái nhà. Cái nhà nó có thể dung chứa được cái số đông người. Về quá đường, tức là đến giờ ngọ trai thì tất cả chư tăng đều tập trung về đó để thực hiện cái nghi thức thọ trai. Và chữ quá nó còn có một nghĩa đen nữa là lỗi lầm. Mình ăn như thế nào để mình không mắc nợ đàn na tín thí, trong khi thọ dụng ngon cũng không khởi tâm tham, dở cũng không sinh tâm chê, và phát nguyện thành tựu đạo nghiệp để mình xứng đáng thọ nhận thực phẩm cúng dường này. Trong nghi thức này, trước tiên chư tăng ni dâng những vật phẩm mà mình sẽ thọ dụng cúng dường Tam Bảo, các vị thánh tăng, chư thánh tử đạo, và đồng thời phổ thí cho cả pháp giới mọi loài đều được no đủ. Trước tiên chúng ta cắm cái muỗng vào bình bát, cái muỗng đưa ra. Cái muỗng đưa ra này vì mình dâng cúng Tam Bảo cho nên cái muỗng đưa ra. Sau đó bàn tay trái chúng ta cò cái ngón giữa và ngón áp út xuống. Nó thế là cái ấn bảo thủ, còn gọi là ấn tam sơn. Và mình gửi bình bát mình lên. Thì bàn tay chúng ta kết cái ấn này, gọi là cái ấn cắt tường. Và chúng ta giữ ngay cái thành miệng bát để với ý nghĩa là ngăn những cái uế khí từ trong mũi và miệng, cái hơi trượt ở trong thân chúng ta ra, để vật thực nó được thanh tịnh như pháp cúng dường. Sau đó chúng ta dâng lên trán. Dâng lên trán với cái đầu chúng ta thật ngay ngắn thế này. Những ngôi từ viện đủ chúng đều thực hiện nghi thức quá đường trước khi thọ thực. Song có những nơi chỉ nhất tăng nhất tự, nghi thức quá đường được đơn giản bằng cách chắp tay tâm niệm và thọ thực. Tuy nhiên, vào các mùa an cư kiết hạ tại các hạ trường, tất cả đều phải thực hiện nghi thức này. Thông qua đó, thể hiện lòng biết ơn của người xuất gia, nguyện tu tập tinh cần để xứng đáng với cơm gạo của đạt na tín thí. Trong một bữa ăn thì cái yếu tố mà thức ăn phải bảo đảm an toàn vệ sinh là cái đầu tiên. Rồi sau đó là đến cái cách ăn, chỗ ăn, rồi người ăn cùng hay là những cái dụng cụ để mình thọ dụng thức ăn v.v. Vậy thì với cô, một cái bữa cơm trong chánh niệm sẽ mang lại một cái kết quả nó khác biệt như thế nào so với một bữa cơm mà con người ta chỉ ăn qua quýt cho vội để mà cho xong cái bữa đấy? Chánh niệm được hiểu rất là rộng. Đó. Nó không chỉ co cụm lại ở trong một bữa cơm của chùa, một bữa cơm của một sư cô, một sư thầy, mà nó là một bữa cơm trong gia đình. Mình ăn trong vui vẻ, ăn trong chia sẻ, ăn trong một cái sự mà đón nhận, một cái hoan hỷ đó. Và mình cảm ơn mẹ hôm nay nấu cho con một bữa cơm rất ngon. Khi chúng ta nâng bát cơm lên thì chúng ta phải biết mang ơn từng người đã, những người đã tạo nên cái hạt gạo, đã trồng những cái hạt gạo, nấu cho chúng ta một bữa cơm, mang ơn những người đã bỏ hết tâm sức để nấu. Và chúng ta hiểu rằng từng miếng ăn chúng ta ăn là chúng ta nuôi dưỡng cái thân của mình, để chúng ta ăn trong khỏe mạnh, cho khỏe mạnh, chứ không phải chúng ta ăn, chúng ta đưa vào để chúng ta bị ốm đau. Và trong từng cái suy nghĩ an lành đó, chúng ta sẽ có một cái thân tâm rất là an lạc. Thì nên chăng là chúng ta cũng phải có một cái tâm thế là dọn mình trước khi bước vào bữa ăn, để khi mà thực sự là có một bữa ăn chất lượng, thì cô nghĩ gì về cái chuyện là mình chuẩn bị một cái tâm thế như vậy? Bố cô có một cái nguyên tắc đi vào bàn ăn thì thứ nhất là mình phải rất là vui. Vì khi mình vui thì cái miệng mình ăn mới ngon. Chẳng hạn như mẹ cô nói rằng là nhà mình chuẩn bị ăn cơm, tại vì nó có giờ, nhà mình chuẩn bị ăn cơm là tối đa là nửa tiếng.
là tất cả mọi sinh hoạt đều ngưng hết. Đang học bài cũng ngưng, đang chơi cũng ngưng để vào rửa tay rửa chân, đang học bài thì cũng ngưng để xuống chuẩn bị cùng với mẹ dọn bữa cơm. Theo cô, cái sự cầu nguyện, sự khấn nguyện với nhân loại biết ơn đó, nó sẽ tạo ra một cái ý nghĩa hay là một cái hiệu quả như thế nào trong cái việc mình thọ dụng các cái thực phẩm? Khi bắt đầu mà ngồi xuống để chuẩn bị mà thọ dụng cái bữa cơm của mình, dù là sáng hay là trưa ở trong chùa, thì cô đều có một cái cảm giác rất là lạ. Cô có cảm giác như là mình thực sự là mình không có hiện diện ở cái cõi này, mà mình đang ở một cái chỗ, một cái gì đó rất là thiêng liêng. Đến lúc mà lấy cái hạt cơm đầu tiên, cái thìa cơm đầu tiên xúc ăn liên tiếp ba thìa đó, thì cái cảm giác nó phải nói rằng là rất là thanh sạch, rất là thanh sạch. Và chưa từng bao giờ mà ngồi ăn cơm trong chùa cùng với chúng ni chỗ cô tu đó mà trong lòng cô gợn lên một cái ý gì khác hết. Tức là đúng là dùng từ chánh niệm. Không, mình muốn nói mình cũng không biết nói cái gì, mà mình cũng không có cái gì để mà nói được hết. Chỉ có tập trung, tức là trong cái bình bát của mình, trong cái bát của mình. Cô có nghĩ rằng là chính cái việc ăn chú tâm, ăn trong sự biết ơn, nó dẫn đến cái việc là giúp cho con người ta ăn đủ và ít mong cầu hơn, tức là ăn trong sự tri túc thiểu dục không? Đúng, đúng là như vậy. Mình không hiểu được cái sự mà mình ăn đủ và dùng đủ thì mình sẽ rất mệt mỏi. Mệt mỏi lắm. Tại vì mình chưa ăn hết cái này, mình đã nghĩ tới cái khác. Chỉ có 4 từ thôi, nhưng mà nó lại làm cho cuộc sống của mình rất là tốt. Bởi vì mình biết tới đó là đủ và tới đó là dư. Nếu mà mình chạm đến cái dư đó thì nó sẽ lãng phí. Hôm nay tôi đứng đây bắt đầu một chặng đường mới. Được phát định kỳ vào tối các thứ 2, 4, 6 hàng tuần trên kênh YouTube Tuệ Vân. Vân Du Chay là chương trình giải nấu các món chay của sư cô Tuệ Vân. Chương trình ẩm thực Vân Du Chay được hình thành với mong muốn mang đến cách thức chế biến các món chay cho những người vừa mới tập ăn chay hay những người phát nguyện ăn chay trường. Không chỉ hướng dẫn nấu ăn chay trên YouTube, sư cô Tuệ Vân còn là người dẫn dắt các chương trình cơm chay cử thiện trên truyền hình An Viên trước đây. Mỗi số phát sóng là mỗi hành trình viếng thăm các ngôi chùa, tìm hiểu cách chế biến và thưởng thức ẩm thực chay tại mỗi địa phương. Lối hướng dẫn đơn giản hóa để tất cả mọi người đều có thể thực hiện được. Từ đó, ăn chay sẽ trở nên dễ dàng hơn, phong phú hơn. Không biết là cái tiêu chí để cô chọn lựa các món ăn mà giới thiệu đến cho một khán giả, đến cho mọi người là như thế nào? Nếu mà Tuấn và các bạn có theo dõi kênh Vân Du Chay thì Tuấn cũng sẽ thấy tất cả những món của cô sau khi hoàn chỉnh, nếu tính lại cả công nữa, có những món chưa đến 50.000 mà có thể ăn được cho 4 người. Thì tiêu chí đầu tiên của cô vẫn là dựa trên những loại rau quả củ dễ tìm cho những người ăn chay. Và cái kênh của cô không có chỉ dừng lại ở nước Việt Nam, mà cái kênh của cô bay đi tứ phương với cái tên gọi là Vân Du, tức là một cuộc dạo chơi của những đám mây lành. Thì với cái đám mây thiện lành Vân Du đó, một cuộc dạo chơi như thế, cô muốn rằng tất cả mọi người Việt Nam và kể cả những người nước ngoài, hiện là những người đang thích ăn chay, có thể đi ra chợ mua một quả cà tím, mua một cái bông cải, hay là mua một cái củ cải trắng, hay là mua một miếng đậu hũ để về chế biến một món ăn chay đơn giản và rất lành. Tiêu chí thứ hai của cô đó là cô không dùng bất cứ một loại thực phẩm nào có tính cách là
giảm mặn. Và cái tiêu chí cuối cùng của cô là cô muốn gửi tất cả những niệm lành đến cho những người còn đang rất là mê mải. Giết một cái con này thì tôi mới sống được. Cô thích nấu chay cho tất cả mọi người ăn và không dành riêng cho bất cứ một giới nào cả. Có một cái mà con thấy rõ, đó là những bữa ăn của người trẻ, nhất là ở các đô thị, khi mà họ sống xa gia đình hoặc là họ có công việc nhiều thì thường họ sẽ ăn một mình. Và chính cái sự ăn nó không có sự gắn kết trong gia đình như thế, thì đôi khi bữa ăn của họ dường như có một chút gì đó nó không được chăm sóc. Vậy thì theo cô làm thế nào để mình chăm sóc một bữa ăn của một người độc thân, tuy một mình nhưng mà nó vẫn rất là bình an? Cô có một cái lời khuyên. Do hoàn cảnh đi làm xa, không có gia đình bên cạnh, và do cái khái niệm rằng là ôi giời thôi tôi ăn cho nó qua loa, thì các bạn đang giết dần tuổi thanh xuân của mình. Tuổi thanh xuân nó đi một bước thì tuổi già nó đến tới 5 bước. Nói thế để cho các bạn còn trẻ sợ hết hồn ấy. Thì ai mà chả sợ già, đúng không? Thành ra là các bạn trẻ nên cố gắng. Nếu mà các bạn cảm thấy nấu một mình ngại quá, thật ra nấu một mình thì rất ngại, chỉ trừ có đặt nồi cơm. Còn nếu không thì các bạn nên cố gắng tạo điều kiện ăn cơm tháng. Mình mua xong rồi mình về, rồi mình hâm lại, mình ăn. Nhưng mà đừng bỏ bữa. Cái bỏ bữa thứ nhất nó sẽ làm cho mình đau bao tử. Cái thứ hai là nó sẽ mất sức. Và cái thứ ba là các bạn trẻ dù nam hay nữ đều rất là sợ. Là cái này cô Tuệ Vân nói nhỏ là sẽ rất là xấu. Tại vì sức khỏe mình xuống thì mình xấu lắm, mà chẳng ai thích mình xấu đâu. Nó sẽ ảnh hưởng tới cả sự minh mẫn của mình nữa, và mình cũng không có đủ điều kiện để mình làm việc. Cho nên là dứt khoát. Buồn có không? Có, ở một mình thì phải buồn. Cô độc có không? Có. Nhưng có cái thú của riêng mình. Mình phải tự tạo cho mình cái niềm vui, và mình phải sống lạc quan. Thì bây giờ ăn cơm xịt miếng nước tương cũng vẫn ngon. Bởi vì tớ đang ăn để tớ nuôi bản thân tớ. Bản thân tớ có khỏe tớ mới phục vụ được. Và sáng mai ngủ dậy tớ soi gương, ơ sao mà tớ xinh thế, phải không nào? Đúng không? Thì nói chung là với cái tinh thần mà tích cực như vậy, thì cô nghĩ rằng là sau khi các bạn mà nghe cô Vân chia sẻ như thế thì các bạn sẽ không bỏ bữa nữa đâu nhé. Ăn đúng bữa, ăn đủ, và ăn trong một niềm vui và một thái độ dành toàn tâm toàn ý cho bữa ăn, thì đó chính là ăn trong chánh niệm. Xin được cảm ơn những chia sẻ của sư cô Tuệ Vân. Và đến đây thì chương trình Dưới Bóng Bồ Đề cũng xin được khép lại. Và cảm ơn quý vị đã dành những thời lượng theo dõi của chương trình hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.